giáo cho tôi hỏi cái, kết quả kiểm tra IQ của cháu có chưa vậy? IQ hả? Dạ có rồi, anh chị đợi em chút nha. Dạ, kết quả của bé Lam Chi là bao nhiêu vậy cô giáo? Số điểm của bé Lam Chi là 2. Dễ như vậy mà sao mà con không biết được? Không biết thì sao mà làm? Không biết thì phải suy nghĩ tìm cách để giải được cái bài toán này chứ. Sao lại bỏ cuộc được hả? À, dạ, dùng máy tính xịt. Cái con nhỏ này làm toán mà đi làm xài cái máy tính. Ủa, ba làm toán mà cũng dùng máy tính chứ bộ. Im ngay. Cái con nhỏ này không biết nó giống ai mà nó học dở như vậy đâu biết nữa. Giống ai được bây giờ, con là con của ba mẹ chứ bộ. Con này. Nó nói đúng á. Ba. Gái, có chuyện gì vậy? Anh coi đi. Nó học làm toán mà có suốt ngày nó xài cái máy tính không mà. Không có máy tính thì sao mà làm được? Còn trả treo nữa hả? Ôi trời ơi, em đánh con mà, thiệt tình. Dạy con dạy từ từ thôi, nói nhỏ nhẹ nó. Em không biết cách dạy con vậy đó. Anh hay quá, anh làm đi. Coi anh nè. Thôi con gái ngoan của ba, đừng có khóc nữa. Ông bây giờ đi lên phòng ha, rồi cái ba dạy cho con nha. Dạ, chẳng thay lúc đầu người đi ba. Gồm con ha. Để đó anh lo. Bây giờ tập trung nha, đơn giản dễ lắm. Bây giờ con tính cho ba đi, 40 cộng 30 bằng nhiêu? Khó chứ dễ gì ba. Rồi, bây giờ nhìn ba này nha. Nhìn ba kỹ đi nha. 4 cộng với 3 bằng nhiêu? Bằng 7. Đúng rồi, bằng 7. Vậy thì 40 cộng với 30 bằng nhiêu? Không biết làm, khó quá à. Sao gì kỳ vậy con? 4 cộng 3 bằng 7 thì con biết. Còn 40 cộng 30 phép tính nó cũng giống nhau thôi mà. Sao con không biết? Ủa? Giống nhau hả bà? Ừ. À vậy con biết rồi. Bằng nhiêu? Bằng 7 nha. Đó, con hiểu chưa? Từ nãy giờ ba giải thích cặn kẽ vậy rồi đó. Bây giờ ba sẽ bước qua một cái ví dụ khác nha. Con tập trung nhìn ba nha. Ở trên bàn có sẵn 17 miếng sườn. Cô ta đem ra thêm 6 miếng sườn nữa, hỏi tổng cộng có bao nhiêu? Ba, cái cô mà ba nói là ai vậy ba? Con không cần quan tâm với cô đó là ai hết nha. Con không cần quan tâm cô ta nha. Dạ. Tập trung nhìn ba nè. Có 17 miếng thịt cộng thêm 6 miếng thịt nữa thì hỏi có bao nhiêu miếng thịt? Hồi nãy ba nói là sườn, bây giờ ba nói là thịt, sao con hiểu? À, ba xin lỗi con gái, ba xin lỗi nha. Bây giờ tập trung lại nha. Có 17 miếng thịt sườn cộng thêm 6 miếng thịt sườn nữa thì hỏi có bao nhiêu miếng thịt sườn? Không biết. Nếu là thịt sườn thì con không biết, con thua rồi. Con không cần phải nghĩ phức tạp gì đâu. Con cứ nghĩ nó thật là đơn giản đi. Rồi mọi chuyện nó sẽ là đơn giản thôi ha. Bây giờ con tập trung nhìn ba nha. Nhìn ba lần nữa nha. Con cứ tập trung vào những con số mà ba nói ra rồi. Cái con tính là con dễ lắm nha. Dạ. Bây giờ vậy, thí dụ cho con dễ hiểu là vậy. Ở một cửa hàng trái cây có 13 quả táo. Thì trong lúc đó có một cô gái đi tới lấy đi 4 quả táo. Cô gái lấy đi 4 quả táo ha. Xong tiếp theo có một cậu bé tới nữa lấy thêm 2 quả táo nữa mang đi, thì hỏi tổng cộng cửa hàng đó còn bao nhiêu quả táo? Con làm phép trừ, con ghi ra đi. Con ghi ra những con số rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ là viết là 13. 13. Đúng rồi, 13. Lấy đi 4 quả là trừ 4.
lấy thêm hai quả nữa là trừ. Đúng rồi. Vậy hỏi bằng bao nhiêu? Con cứ từ từ nha. Con nhìn vô con số đó con tính. Bằng 22. Sao bằng 22? Vậy là bằng 18. 13 trừ 4 trừ thêm 2. Nhiều nhất là chỉ có 13 thôi. Sao bằng 18 được con? Mà tại sao mình phải trừ? Nghĩ giải lao đi. Anh dạy cho con nó có hiểu không vậy? Anh chịu thua. Nó không hiểu gì hết. Vậy là nghiêm trọng rồi. Làm phép cộng thì chỉ tính được những bài mà từ dưới 10. Còn phép trừ thì không biết gì luôn. Trời ơi. Có khi nào nó mới lớp 1 cho nên mới vậy không em? Cô giáo dạy kèm của nó nói như vậy đó. Nó không có khả năng nhớ, mà cũng không có khái niệm gì về số. Sao không nghe cô chủ nhiệm nó báo gì hết vậy? Đúng ra phải nói cho phụ huynh biết chứ. Như vậy là nghiêm trọng rồi. Sao dạo này nấu cơm gì nhỏ nhẹ vậy con? Lần sau nấu khô nghe chưa? Dạ, ông ăn đỡ bữa nay nha. Bữa sau con sẽ nấu khô cho ông. Hà ba, bài kiểm tra IQ là gì à? Sao? Sao con lại hỏi vậy? Thì hôm nay cô giáo bắt con làm bài kiểm tra IQ. Kiểm tra IQ hả? Cái bài kiểm tra IQ á là kiểm tra đầu óc của mình. Cái kết quả có thể là cho mình biết là mình là người thông minh hay là người ngu dốt. Đó, là cái người hữu dụng hay là vô dụng, con hiểu không? Ba nói chuyện với con nít mà nó vậy hả? Chứ nói làm sao vậy? Nói chuyện với con nít mà ba đi nói vô dụng với hữu dụng. Thì phải giải thích cụ thể vậy chứ. Rồi có làm bài được không? Không được. IQ á là phải có IQ em mới làm, mà trong lớp á ai cũng lo làm mệt trơn, không ai kêu em. Cho nó xuống mẫu giáo học đi. Cuối cùng chuyện đó cũng đã tới rồi. Nếu như mà trường thông báo kết quả về, anh cũng đừng nói gì cho ba nghe nha. Mất công rồi ba nói nó là tại vì nó không có được thông minh rồi nó lại bị tổn thương nữa. Nhưng nếu kết quả IQ của nó thấp quá thì sao? Không lẽ mổ não nó hả? Xàm bà láp. Không sao hết. IQ thấp thì sao chứ? IQ thì nghe, không sao hết. IQ đâu? Bà láp mà xàm. Làm gì mà chi phí tăng cao vậy? Báo với phòng thiết bị á là phải giảm xuống 10% rồi tôi mới duyệt. Dạ. Sao vậy em? Cô giáo chủ nhiệm của con bé Lâm Chi muốn mời hai vợ chồng mình gặp mặt kìa. Hả? Làm hết hồn vậy? Con xin lỗi ba. Bộ tính nói chuyện vụ bài kiểm tra IQ của Lâm Chi hả? Chắc vậy đó. Anh đang ở đâu vậy? Anh mau về liền đi. Thầy nói vậy nghe sao được? Y quyên của con tôi sao có 84 điểm vậy? Thôi được rồi. Để tôi gửi qua Mỹ kiểm tra cho nó. Thiệt là bực mình mà. Ba ơi. Nè, nghe ba nói nè, đừng có buồn, đừng có lo gì hết trơn á. Biết không? Cái bài kiểm tra IQ đó, nó không chính xác đâu. Nghe, để ba gửi bên Mỹ cho kiểm tra quốc tế nó chính xác hơn. Ba mới tin, biết không? Có 83 thôi hả bà? Chết thật.
qua. Sao con bỏ nhà đi như vậy con? Về nhà đi qua. Con không về đâu, mắc cỡ lắm. Con cái gì đâu mắc cỡ con? IQ mình 94 điểm, đâu có thuộc dạng thấp con. Con không đi học đâu. Nếu mà con đi học là tụi nó cười con. Em xin lỗi đã để anh chị chờ lâu. Bây giờ em xin vô thẳng vấn đề luôn. Anh chị uống nước đi. Ừ, dạ được rồi, cảm ơn cô giáo. Hôm nay em mời anh chị đến đây là để có một việc em cần thông báo. Sắp tới đây hội trưởng hội phụ huynh đã sắp hết nhiệm kỳ, cho nên là em muốn đề cử ba của bé Lam Chi để thay thế vào vị trí đó. Anh chị nghĩ sao? Không được hả? À được, chuyện đó tôi làm được. Cô giáo cho tôi hỏi cái, kết quả kiểm tra IQ của cháu có chưa vậy? IQ hả? Dạ có rồi, anh chị đợi em chút nha. Dạ, kết quả của bé Lam Chi là bao nhiêu vậy cô giáo? Số điểm của bé Lam Chi là 101. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô giáo. Dạ chào anh chị. Sẵn tiện kiếm gì ăn luôn đi. Anh muốn ăn cái gì vậy? Ăn gì cũng được mà, em chọn đi. Lại nữa rồi. Anh thử quyết đoán một lần cho em coi coi. Vậy thì anh biết ăn món gì rồi. Ăn cái gì? Ăn món mà em thích. Anh này suốt ngày vậy hoài à? Sao lại đánh anh? Em không chịu hả? Muốn đánh lại em không? Bắt được em đi rồi em cho đánh. Anh bắt được đừng có đánh anh nha. Đứng dậy. Lâu quá. Bắt em lại. Anh sẽ bắt em được. Cho coi nè. Bắt em được rồi.